Xin chào bạn đọc của báo Sài Gòn Tiếp Thị và thành viên của group ăn ngon nấu khéo. Mình là Trần Quang Thịnh, hiện tại đang là bếp trưởng của nhà hàng Sọt Dining và cũng là ủy viên của câu lạc bộ ẩm thực Việt thuộc Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn. Như các bạn cũng đã biết, chúng ta đã quá quen với các loại nước dùng gà, nước dùng cá và nước dùng rau củ. Và ngày hôm nay Thịnh sẽ giới thiệu cho các bạn một loại nước dùng được nấu từ tôm và rau củ. Thì loại nước dùng này nó có nhiều dưỡng chất và khoáng chất tốt cho sức khỏe như magie, kali, canxi và cả vitamin. Và loại nước dùng này được ứng dụng cho nhiều món ăn, ví dụ như pasta và các loại súp và một số loại nước sốt cơ bản được dùng trong các món Âu. Và chúng ta cùng bắt tay vào làm. Và ngày hôm nay để thực hiện món ăn này thì chúng ta sẽ có các nguyên liệu, ví dụ như 200g tôm, tỏi 2 tép, lá hương thảo và tiêu. Lá hương thảo sẽ là 5g và tiêu là sẽ vài hạt. Hương thảo và tiêu nó sẽ giúp tăng mùi vị và hương vị cho món ăn. Cà bát một ít dùng để tạo màu. Hành tây, cà rốt, cần tây. Tổng lượng rau củ là 250g. Dầu ăn và 150ml rượu vang đỏ và hai quả cà chua tầm 100g. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chế biến món ăn. Chuẩn bị trước một chảo, một nồi lớn tỏi 2 tép đập dập, cho vào nồi, cùng với đó là một xíu dầu ăn. Phần kế tiếp là chúng ta sẽ chế biến và sơ chế các loại rau củ quả. Cần tây cắt khúc, cà rốt chúng ta sẽ cắt những miếng vừa ăn để khi xào thì nó sẽ không bị nát và nó cũng không có bị nhừ đi. Hành tây cắt làm bốn, phần rau củ này chúng ta sẽ xào cho nó thơm và dậy mùi lên. Thì tiếp đó chúng ta sẽ cho vào đó là lá hương thảo và tiêu. Thì công dụng của lá hương thảo và tiêu nó sẽ giúp cho tăng mùi vị món ăn và nó sẽ giúp cho có một mùi thơm, nó làm nổi bật cái món ăn và đặc biệt hơn. Ở đây chúng ta sẽ có một ít cà bát. Thì cà chua bát này là nó sẽ dùng để tạo màu. Mình có cũng được và không có cũng được, nhưng mà Thịnh sẽ giúp cho nó có một cái màu đỏ tươi để giúp cho phần sốt chúng ta sẽ thêm phần hấp dẫn hơn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho thêm hai quả cà chua cắt đôi vào. Và
150ml rượu vang. Lưu ý là khi chúng ta nấu rượu vang thì chúng ta sẽ nấu lửa lớn để cho nó bay hết mùi cồn đi. Và rượu vang nó sẽ giúp khử đi được cái mùi rau củ và mùi xà bát, cà chua, để cho cái món ăn chúng ta nó sẽ đậm đà vị của mùa, hương vị của mùi tôm hơn và nó sẽ thơm hơn. Rau củ thì chúng ta sẽ nấu cùng với rượu vang cho nó rút hết nước đi. Thì trong lúc chờ đợi chúng ta sẽ sơ chế phần tôm. Tôm ở đây chúng ta đã rửa sạch và bây giờ mình sẽ cắt đầu và thịt riêng ra. Ở đây thì nước dùng chúng ta nguyên liệu chính là tôm, thì hương vị nó sẽ nằm ở phần đầu tôm và vỏ tôm. Phần thịt tôm thì chúng ta nó sẽ giúp để tạo vị ngọt và vị đậm đà cho phần nước dùng hơn. Thì ở đây mình sẽ dùng phần đầu tôm để cho vào nồi rượu vang trước. Rượu nó cũng đã rút hết và khử được mùi tanh của hải sản và mùi của rau củ, thì chúng ta sẽ cho phần thịt và vỏ tôm vào cùng lúc đó và nấu. Đi cùng đó là 500ml nước cho 500ml nước lọc. Thì ở đây nếu chúng ta muốn nước dùng của chúng ta đậm đà hơn thì mình sẽ xài là nước dùng rau củ hoặc là nước dùng gà. Nhưng ở đây mình sẽ xài nước lọc để cho cái vị tôm nó sẽ đậm đà hơn, nó nồng mùi tôm hơn. Các bạn lưu ý là đối với rau củ và các loại hải sản thì chúng ta không nấu quá 45 phút. Còn đối với rau củ thì chúng ta sẽ không nấu quá 35 phút để cho nó giữ được các dưỡng chất trong rau củ và cả hải sản. Và các vitamin và khoáng chất trong rau củ và hải sản thì nó sẽ bay hơi so với thời gian nấu quá 35 phút hoặc là 45 phút đối với hải sản. Thì ngày hôm nay phần nước dùng của chúng ta chỉ cần nấu khoảng 35 cho tới 40 phút là sẽ hoàn thành. Và lúc đó chúng ta sẽ có một loại nước dùng để ứng dụng vào các loại một số món ăn. Trong quá trình mà chúng ta đợi cái phần nước dùng tôm của chúng ta hoàn thành thì mình sẽ chia sẻ các bạn một số cách làm khác và cũng như một số cách để bảo quản và giữ cho món ăn nó được thơm ngon hơn và nó tránh bị các tác động xấu ở bên ngoài nhiễm vào. Thì ví dụ như thay vì chúng ta không dùng tôm thì mình sẽ có thể dùng từ cua hoặc là các loại giáp sát như là tôm tích hoặc là cua lột và cả tôm hùm. Thì mình sẽ, nếu mà nhà có điều kiện thì chúng ta sẽ có thể là nướng lên để cho cái phần vỏ tôm cho nó cháy xém và nó sẽ thơm hơn, cái hương vị nó sẽ đặc biệt hơn. Còn đối với ở những điều kiện mà chúng ta bình thường, chúng ta có thể xào tôm trước để cho phần tôm nó chín, chúng ta sẽ nấu cho nó nhanh hơn. Đối với loại nước dùng này
thì mình sẽ bảo quản ở tủ mát ở nhiệt độ tầm 12 độ cho tới 9 độ C là 3 đến 4 ngày, và ở nhiệt độ tủ đông từ âm 2 độ cho tới âm 18 độ C thì chúng ta sẽ bảo quản được 7 cho tới 15 ngày. Và chúng ta lưu ý một điều nữa, sau khi mà lấy từ tủ đông ra để mà sử dụng xả, chúng ta sẽ xả phần nước dùng này với nước ấm ở trong túi kính hoặc là hộp kính, thì nước dùng nó sẽ trọn vẹn hơn, nó sẽ không bị cắt nước, nó sẽ không bị rò rỉ cái phần nước bên ngoài ra. Thì đó là đối với một số lưu ý cho phần cho loại nước dùng tôm này, để chúng ta thưởng thức cái hương vị nó trọn vẹn hơn và nó sẽ đậm đà hơn. Và phần nước dùng của chúng ta thì bây giờ nó cũng đã đủ so với cái thời gian nấu quy định. Thì đối với loại nước dùng tôm này, chúng ta sẽ sử dụng máy xay cầm tay hoặc là các loại máy xay sinh tố có các chức năng xay được một số loại như là đá viên, hoặc là xay được một số loại thực phẩm cứng như thịt cá và nước đá hoặc là rau củ cứng. Thì chúng ta sẽ xay ở từ mức độ nhỏ nhất, từ mức độ đảo và trộn cho đến mức độ cao nhất, để cho thực phẩm, để cho cái phần rau củ và phần thịt tôm nó sẽ nhuyễn hơn, nó nhuyễn và nó hòa quyện vào cái phần nước dùng đó để cho nó đậm đà hơn. Thì ở đây mình sẽ dùng máy xay cầm tay và sẽ xay nó từ ở mức thấp nhất và chậm nhất để cho phần nguyên liệu nó được trộn và hòa quyện đều vào nhau. Bây giờ chúng ta sẽ lược nó lại, và chúng ta lưu ý một điều là đối với nước dùng tôm và rau củ khi đã được nấu chín thì chúng ta chỉ xay khoảng trong thời gian 3 đến 2 phút đổ lại để cho nó, các loại rau củ nó sẽ không bị nhừ và chín, và nó sẽ bị nó sẽ làm chua loại thực phẩm, các loại thực phẩm của chúng ta, và cái thời gian bảo quản nó sẽ không được lâu hơn. Và phần nước dùng thì cũng đã hoàn thành, và chúng ta chỉ cần lược nó lại để bỏ phần xác của hải sản và phần xác của rau củ. Thì ở đây Thịnh dùng một giấy, thì Thịnh sẽ sử dụng giấy thấm dầu để làm cái màng ngăn để cho nó không bị lọt các vả xác vào trong phần nước dùng, để cho nước dùng chúng ta nó mịn hơn, nó không có bị lộn xộn. Nếu chúng ta có một cái rây mịn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái rây đó. Còn ngày hôm nay thì nước dùng tôm hùm của chúng ta cũng đã hoàn thành, và các yếu tố để chúng ta có một nồi nước dùng tôm hùm đạt chuẩn và ngọt thanh, thì đầu tiên là về màu sắc thì nó phải có màu nâu đỏ, không bị lợn rợn dầu, và cũng không có lợn rợn các bã xác của tôm hay là rau củ, và vị của nó thì phải ngọt thanh, không bị nặng mùi cà chua hay là nặng mùi các loại rau củ, hay là còn mùi vương mùi của rượu vang. Xin chào và hẹn các bạn lại ở phía sau với món ăn được ứng dụng từ nước dùng tôm hùm là thức kem tôm, và xin chào và hẹn gặp lại.